con đem về. Con ăn hết đi con. Ngồi đã quá con. Bà gùa con đó ý. Bà... cái thứ mày mê chai nghe 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 nhà không có cái loại đó nghe nghe trời ơi nè loại mê chai thứ mê chai anh cái điện thoại này tiền này ra hết đi xài đi rồi từ từ gửi lời không sao từ từ đi trời ơi vui vẻ ghét quá à. Như tuổi rồi 21 hả vậy anh nhỏ hơn em 15 tuổi chị kêu bà mẹ đi ý ơi ý ủa mà giờ em hỏi ở đây chú là tên Nguyễn Chí Hùng à. Ủa chú Nguyễn Chí Hùng ơi. Nó qua gửi tiền từ thiện vậy kìa. Em gửi tiền từ làm đi làm từ thiện vậy kìa. Ừ. Khoan để chú đó qua, chú đó qua. Tiên ơi Tiên. Tiên ơi. Miệng miệng. Con nít con nôi lên tiếng à. Chị Tiên ơi. Lẹ lên. Con. Trời ơi là trời. Chị ra đây ba mặt một lời của chị Tiên à. Chị đừng đối xử em muốn nó như vậy chị Tiên. Em gỡ tóc giả chị đó nha Tiên. Mua ly bắp 20. Người ta đương 100, bà nói là 120. Ly bắp 20 người ta đưa 100 ngàn, bà nói là 120. Ngon lành ghê. Xong chưa Tiên ơi. Tiên. Trời lẹ đi trời ơi là trời. Ý ơi ý. Ý. Con kêu ông cụ qua đi với mẹ. Chú vắng Tiên. Chú mà chú vắng Tiên. Sai sai. Mẹ với Hùng ơi. Tao mẹ mày đó nghe. Mẹ cái Phi ơi. Ờ chị ơi em này định làm từ thiện nè. Ờ để nói chuyện đàng hoàng. Em này định gửi anh này định gửi từ thiện để cho chị khoảng 2 triệu 2 triệu rưỡi nha. Làm gì? Để chị đi dặm cái đầu hói vậy đó. Tâm hơi. Trời ơi chị ngon lành quá chưa. Ai có người chồng đánh đập mình cũng vui ha. Còn ngày 10 cử cũng được nữa. Cái tướng này giả tôi học máu tôi cũng vui nữa. Tướng không? Mày xuống người ta quýnh mẹ mày suốt ngày suốt đêm hả? Chị Tiên. Chị Tiên á, em á thì thích được đàn ông quýnh đập lắm. Tướng này quýnh đập em mỗi ngày em sướng biết nhiêu trời. Còn chị Tiên á, chị thích nè, anh nào về lấy chị nha, gỡ tóc giả chị nè, đúng không? Còn tháo áo vú thâm kim của chị ra nè. Mà cái gu của chị em á, rất là thích mặc quần lọt khe. Trời ơi, chị Tiên ơi, chị có lời nào nói với ảnh không chị Tiên? Ngon lành luôn chưa? Chắc có vợ chưa? Hả, có vợ chưa? Có bầu rồi. Nghĩ mày á, đi. Thôi, buôn bán lại đây nè. Hết vui rồi. Giải tán vô sinh nè, tới ai vậy? Bởi vì chán lắm má ơi. Ủa mình hết bánh luôn hả? Bởi vì chán lắm, thiệt á. Có ai là vợ vậy? Ý ơi. Ý. Vợ của ổng kìa. Mở cửa đưa cho ổng về coi. Con ngựa đây. Mày thứ mày mê trai mà không bỏ đó nha, tao nói trước rồi nha. Thoại ơi Thoại, một lát nữa con nghe lời mẹ nè. Mình bán từ đầu mùa tới cuối mùa. Con né cái hàng này ra cho mẹ nghe con. Cái hàng này không có hợp phong thủy gia đình mình. Trời ơi là trời, chứa gì quậm sớm vậy trời. Mới có 21 tuổi à. Mẹ. Gì con? Chú này nói là chú này giỡn với mẹ chứ chú này chưa có. Chưa có, nhanh lên. Thiệt không nè? Trời ơi, sao không nói sớm? Ôi ôi, nó ghét quá. Chú mới giỡn đúng không con? Ôi ôi. Trời ơi, giỡn nách lên hửi cái coi. Lầy luôn đó. Ủa. Càng hớp vô là càng ngon đó nghe. Banh ra là không thấy đó. Tôi chỉ. Mày chửi mẹ mày vậy hả? Cái con kia. Ngồi ghét rồi. Cao mét mấy vậy? 91. Trời ơi là trời. Đúng là cái. Đúng là cái hôn phối đã sắp đặt sẵn đó. Ảnh cao 1m91. Tôi sinh năm 91 luôn. Trời ơi là trời. Ủa biết lái máy bay không? Biết gạt cần không? Trời ơi ghét cái mặt biết gạt cần. Bà nội à, tiếc à. Mẹ có cần không con? Con. Mày la làng lên nghe nghe. Giấu không kịp cái miệng mày đó nghe. Mình ơi.
Tiên ơi, Tiên. Tiên ơi, cái gu này chị thích không? Thích đúng không? Không, 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 anh giỡn thôi, anh chưa có vợ. Mà chị thích cái tướng này không? Thích đúng không? Chị thích đúng không? Cái mặt chị lại biết chị mám chai rồi. Nhưng nó nghe nè, hồi đó em nghe chị nói là tướng nào một cao 1m91, 95, 97 gì đó, địch là chị hửi liền đúng không? Đúng không Tiên? Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè chị, qua đây, qua đây. Qua đây nè. Trời ơi là trời. Chị ăn cái gì ăn hoài vậy Tiên? Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Có vợ quá tiếng. Không có, sao có vợ nào đâu. À nè, nè, hồi nãy tự không nói kìa, em có nói bây giờ đâu. Bây giờ nè, xích vô, xích vô, xích vô. Ừ. Xích vô để người ta quay cho nó rõ nè, ba mặt một lời. Bây giờ á, anh thấy chị dán tiền như thế nào? Tướng ta cũng ngon đúng không? Giống như con heo tí xíu thôi. Chứ thật sự bà dễ thương lắm. Thôi bây giờ coi được ngày được tháng em làm lễ cầu hồn cho hai đứa. Rồi cầu hồn xong xuôi rồi anh phải chính thức kêu chị dán tiền là bằng ba nghe không? Tại vì chị dán tiền có giới tính là nam, tên thiệt của chị dán tiền là Ngô Văn Minh. Bà vui vậy? Không có. Anh ơi, chị dán tiền mới ước nhỏ nhoi thôi, ước chị có một đời chồng tướng tá ngon lành như anh mà cho ba tiền ba bắn gâu mỗi ngày. Tại hiện giờ chú dán tiền có cái bệnh gâu quay nón, chưa có điều trị được đúng không chị? Ủa ồ đâu bà. Kìa kìa, chị nhìn ai, chị nhìn ai vậy? Mẹ đi coi á. Gì? Mẹ đi coi bệnh đó luôn hả? Bệnh nào? Bệnh mà mẹ mới gãy. Thôi cho qua chuyện đó đi, nói chuyện mới đi mọi người, đi đi bán mọi người ơi. Nói chuyện mới đi mọi người. Đây. Trời ngon lành quá. Ngon lành quá. Cái này là cái gì vậy? Cái này á, con đang chơi bút lông. Trời ơi là ổn định lại trật tự cái nè. Tiếp. Rồi mọi người ơi, mọi người ngồi yên vị trí nha. Rồi ok ok chị. Rồi đó, đó. Ok mọi người ngồi. Vô đi Cát Thi nè. Từ đường mắt lên chụp đó. Ok ok. Rồi chụp ngay Cát Thi. Yeah. Ai mua bánh tráng hả? Đây. Rồi ok, cảm ơn. Hả? Tại sao, kết quả sao? Mấy phần? Tất cả mọi người phải đi xếp hàng nhưng mà ai cũng có công việc á. Rồi từ từ mọi người ơi, từ từ. Rồi mọi người ngồi giãn giãn ra, bất kể ai cũng ngồi giãn ra giùm em để em thấy hàng. Rồi ai ngồi đằng trước? Ai mua bánh tráng ngồi đằng trước giùm em nè. Ai mua bánh tráng? Ok. Rồi con Tuyền nha. Thả tim con, thả tim ra, đứng ra thả tim rồi, thả tim đi. Thả tim, thả tim đi. Ok chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Ưu tiên cho bé. Không có ưu tiên cho ai hết, nhưng mà chụp hình thì tôi sẽ chụp hình. Con nhìn con sao nhìn chú hoài vậy con? Chỗ nhìn quá. Ủa cái đầu ba cứng dữ vậy trời. Coi nè. Ê con. Dạ con. Một. Rồi. Ok. Sao mà mọi người này kỳ okay nha. Ok. Đây. Ok để. Rồi ok. Cảm ơn. Từ. Rồi. Rồi ok. Khoan mày đang bán nè. Tất cả mọi người phải xếp hàng giùm em không? Ừ. Ok, hai phần phải không? Có tiền lẻ không? Đi đâu có giùm các đi tiền lẻ coi. Rồi tới chị áo hồng nè, khoan tới chị áo hồng đi, chị mấy phần? Dạ em lấy 2 phần ạ. 2 phần cho em xin tiền. Bao nhiêu ạ? 60. Rồi ok. Rồi đưa ạ. Không, cái này đưa 80 rồi. Có tiền này đâu có tiền đâu. Ok. Rồi. Tới à. Chị mấy phần chị? Chị em xin 60. Ok. Thưa mẹ đi. Sao cái này gấp nhíp của chú? Rồi, thiếu chị 10.000 phải không? Rồi, thiếu ai 10.000 hồi nãy vậy? Có 10.000 không? Bây giờ các thầy phải. Hai phần khác nữa. Chị có 20.000, chị em đòi 20.000. Rồi, ok. Đây đây, của chị. Rồi, ok.
Rồi ok. Rồi. Tới tới em ở đây. Mọi người ngồi ngay hàng giùm em ha mọi người. Em đang lu bu đợi em tí xíu nha mọi người nha. Để. Đè 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 đi em. Rồi. Mấy giờ? Mọi người ngồi ngay hàng để em nhận định ra đó mọi người. Lẹ đi tụi em, lẹ đi tụi em. Bị mất thời gian á. Ok tụi em. Rồi. Tới nè, ơi tới tới. Chị ngồi xuống đi, đến đây nè. Đúng rồi. Chơi gì đi. Ok em. Ok lẹ 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 dùm chị. Ok em. Rồi. Năm bịch. Bữa nào bà mệt ba lô tôi nghe. Tôi qua bển tôi cho. Tôi chơi say ngựa. Cướp cướp con ngựa ô. Mẹ cướp làm gì nổi nữa. Rồi tiếp theo đi. Sao mày biết? Bây giờ mày chỉ có nhúc là nổi thôi. Rồi em đầu tiên em ơi. Chị có chưa? Hai bịch ok. Hai bịch ok. Trời ơi. Ngồi đi. Anh ơi, đến anh rồi đó. Hai bịch, hai bịch đi. Trời, sướng quá trời luôn. Trời ơi, mẹ mình biết sướng mà. Ok.